làm đấy nhỉ. Ăn không? Anh em ăn không? Ngọt thế. Ngọt không? Em ăn không? Cơm tí nào xem nào ăn. Ăn như thế à? Ừ. Để có ăn đâu. Thêm miếng rồi nhá. Dưa ngọt quá nè. Dưa ngọt á. Ngon. Lấy miếng cho em. Anh có biết ăn được mà. Ăn nữa à. Kêu ngọt quá chưa ăn nữa thế không? Rồi, đi hái dưa đi. Không. Anh đi hái đấy. Ừ. Ngồi đây dưa nhiều quá. Nhiều không? Chưa chắc chưa nên đâu. Quả này chín rồi. Ôi quả này chín rồi đấy. Hái đi. Nào kêu.
Ờ, để anh lấy rượu đã. Ây dồi. Ôi dồi. Nhiều rồi. Đây, rượu đây nha. Đời ơi, anh lấy tươi đi đã. Ôi xù. Sắp. Ôi dù. Sắp đủ rồi nè. Sắp đã đủ rồi đấy. Ôi. Lắm đấy. Không lấy nữa nhỉ? Không lấy nữa. Đi. Đưa đi. Hãy subscribe cho kênh Linh.
Mua quán 15.000 cân cơ mà mua đây giá như thế này thì chưa ngon ngọt lắm. Thank you.
đấy nhá. Ra vị đây. Nhét cho vào trong. Úi dồi ôi, vàng rồi. Úi dồi, cơm chín rồi em ạ. Xem cái đáy nồi của nó xem còn đấy á. Nhanh. Cá chín chưa? Đồ ta đưa đây. Cái này ra nhỉ? Xem cá lên chưa? Chín rồi. Chín rồi. Chín lên đi đây. Ừ. Anh kiếm ăn tí.
Em lấy cơm đi. Ngon. Cơm chín rồi đấy. Anh để bát đi. Ngon không? Ngon. Không thơm. Thơm lắm à? Ngon. Ngon. Ăn được trứng nha. Mắm này. Ngon. Ngon. Nó già đó, nó một trứng, nó thơm, ngon nhỉ? Trứng đấy, ngon. Đây. Em lấy cái này ra, em ăn đi. Dạ, ăn. Ủa, béo quá nhỉ, con cá này nhỉ? Béo. Em làm miếng này, ăn đi. Cá đi. Trứng cũng ngon nhỉ. Chiều với em ăn cái này. Em sẽ được ăn rồi nhá, em nhá. Đây, kêu chia nhau ăn nhá, đánh nhau nhá. Kêu. Đấy nha, kêu đâu? Nào. Đây đây đây. Nào em sang đây này ăn. Ơ chia cho chị ở đây. Đây. Dần rồi ăn. Ê. Đấy cũng có mà. Ăn đi. Cái chanh chị rồi ăn. Ăn đi nha, đánh nhau nha. Đi rửa chân á. Em đánh nhau nhá.